Hello, chào mọi người đến với channel của mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay xin giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó chính là máy quét tơ không gian nhiệt của hãng Delap của Mỹ các bạn ha. Mà được lắp ráp tại China, được nhập khẩu phố chức tại Khang Kiên với mã là MS-BB các bạn ha. Là sản phẩm của hãng Delap, là thiết bị lý tưởng cho khuấy trộn hóa chất trong phòng thí nghiệm hóa học phân tích dược liệu và các quy trình nhạy với nhiệt trong vi sinh hóa sinh các ứng dụng gia nhiệt trong phòng thí nghiệm các bạn ha. Với điều kiện thông minh với nút vặn vô cấp các bạn ha, với tốc độ lên tới 1.500 vòng trên 1 phút các bạn, với tấm da bằng nhựa ABS, hiệu quả chống hóa chất tốt, động cơ DC không trở than, không cần bảo trì và chống cháy nổ các bạn. Với thể tích khuấy là 3 lít các bạn ha, và có một công tắc cắt để bên trái các bạn ha, mà adapter nguồn nó là sau. Chung cái này chỉ là động cơ mình có thể vặn nhựa nó sai các bạn ha, nó nhỏ gọn, giá cả phải chăng, dễ dàng đầu tư các bạn. Đó là chắc chắn các bạn ha. Hơi kích thước đĩa là phi 135, loại động cơ DC, vị trí khuấy là 1 các bạn ha, thể tích khuấy là 3 lít, và kích cỡ cá từ mét là 50 mm các bạn ha. Tốc độ khuấy là từ 0 đến 1.500 rpm, thay đổi tốc độ khuấy bằng núi bạn chia mặt các bạn, chia vặt các bạn ha. Trọng lượng là khoảng 1.8 kg các bạn, với môi trường hoạt động là từ 5 đến 40 độ C, 80% độ ẩm các bạn ha. Với nguồn điện 220V 50/60Hz. Đây các bạn ạ. Đấy, 10W với số seri đi kèm được cung cấp bởi Khang Kiên. Và ai có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng liên hệ với hotline 0938 22991 hoặc 0936 20757, hoặc các loại quét mã code để mua sản phẩm của bạn ạ. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại với những video kế tiếp.